Sau khi Viện Kiểm sát đưa ra bản luận tội đối với 12 bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại Ethanol Phú Thọ, các luật sư đã tranh luận về những tình tiết trong vụ án để bảo vệ quyền và lợi ích của các thân chủ. Theo luật sư của Trịnh Xuân Thanh, thân chủ của họ không có tội. Tự bào chữa, bị cáo Trịnh Xuân Thanh, cựu chủ tịch hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí PVC, đưa ra hàng loạt câu hỏi và đề nghị đại diện Viện Kiểm sát tranh luận chi tiết ở lượt đối đáp tiếp theo. Bị cáo Thanh cho rằng bản thân và bị cáo Đỗ Văn Hồng, cựu chủ tịch hội đồng quản trị PVC Kinh Bắc, không hề có sự bàn bạc về số tiền 25 tỷ đồng mà PVC tạm ứng cho PVC Kinh Bắc, để từ đó Hồng mang tiền đi mua khu đất 3.400 m2 ở thị trấn Tam Đảo, Vĩnh Phúc. Về sai phạm tại dự án Ethanol Phú Thọ, Trịnh Xuân Thanh đề nghị đại diện Viện Kiểm sát đưa ra những căn cứ để chứng minh bị cáo vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng, gây hậu quả thiệt hại hơn 543 tỷ đồng. Theo luật sư, hồ sơ vụ án chưa có tài liệu chứng cứ nào chứng minh có sự bàn bạc, trao đổi giữa bị cáo Đinh La Thăng, cựu chủ tịch hội đồng quản trị PVN và bị cáo Thanh để PVC được chỉ định thầu. PVB không phải đơn vị trực thuộc PVN, nên PVN không thể yêu cầu PVB chỉ định thầu cho PVC. Quyền lựa chọn và chấp thuận nhà thầu là thuộc về PVB chủ đầu tư.